Mến chào quý cô chú anh chị và bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay mình quay trở lại nhà vườn của chú Chính nha quý cô chú. Chính dành ở Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Có một số hoa mẫu đơn đang rực rỡ hoa, giao lưu tới toàn thể quý cô chú gần xa nha. Đặc biệt vườn bao sóng bao ship cho bà con luôn. Rồi chào chú Chính đây. Chào Pháp Thái, chào bà con trên mọi miền đất nước. Hôm nay lại mình lên một clip để giao lưu cùng bà con. Lời đầu tiên Chính Danh xin chúc sức khỏe đến bà con và làm ăn thành đạt trong cuộc sống nha. Đầu năm tới cuối năm. Rồi, mở đầu mình lên một cây số 1. Cây trang sen. Cây trang sen. Cây một cốt. Cây này chiều cao 130. Cán ngang 90. Trang sen này cái búp nó giống như hoa mũ nha quý cô chú, đặc biệt cái cánh mình tròn. Và chín. Lên cây này lên kẹo nụ hết trơn nè. Cây này nó có cái chậu nhỏ trồng từ hồi xưa hồi nhỏ đó. Nên sau này là cái rễ nó cuộn, bà con cắt cái chậu này khui ra là này thoát thân tầm khoảng 3 tấc đi, cây rất là sung luôn. Mã số 26 giá luôn chú ơi. Giá xin giao lưu bà con là 600.000. 600.000 bao phí ship. Quá ok luôn rồi. Rồi đổi cây luôn. Giá này vừa chơi nha bà con, 600.000. Có một cây về tận nhà luôn. Đặc biệt cây rất là đẹp, một cốt. Tiếp theo, mã số 27. 27 là cây ngũ sắc. Cây ghép 5 màu. 110. Cao 1m1 tán ngang. 70. Cái này cái gốc mẹ là vàng lá vàng ta, vàng lá trung. Vàng thân người. Đỏ ta là 2, vàng hường là 3, trang sen là 4. Trắng lá trung là 5. Còn nữa nha bà con, Mỹ cam là 6 nhưng mà sơ sơ tính 5 màu thôi. Rồi trang tàu nữa là 7, tím sen lá trung nữa là 8. Chú nào nói 5 màu nhưng mình tính sơ sơ là thấy 7. Là vậy đó. Mã số 27 xin giao lưu bà con là 600.000. 600.000 cho một cây ghép Quỳnh thân 10. Tính 5 màu thôi chứ 7-8 màu lắm. Này thoát thân tầm phân 3 tấc, một cốt sạch luôn. Rồi cho xuống cây luôn. Em 8 cây đỏ nhung. Đỏ nhung đỏ Mỹ lớn. Nhung lá lớn. Cao 140. Tán ngang 100. Cây cái phồm tàn quá đẹp, thoát thân lại thoáng nữa. Tròn tán tròn như trái banh. Này Quỳnh thân chín nè. Chín đi, chín 8-9 vậy đi. Này khui xuống được đó nha bà con. Này thoát thân chú kéo giùm con cái thoát thân à. Chia cành đóng rất là đẹp. Thoát thân 70. Rồi xe nhẹ vòng rồi chú. Cây tán tròn như trái banh luôn. Rồi giá luôn chú ơi. Giá xin giao lưu bà con mã số 18 900.000. Rồi đổi cây luôn, 900.000 cho một cây Mỹ Nhung lá lớn. Tiếp theo mã số 29 là một cây vàng lá bơ. Cây này thường chậu cũng khoảng nửa tháng 10 ngày hả chú. Cây này 10 ngày. Chiều cao 100. Tán ngang 70. Đây hoa nè. Quả thân này có 6-7 không? Không. 5 à. Quả 5 đi. Một cốt vậy nè. Rồi mình cho giá luôn chú. Cây vàng lá bơ 29 sao lưu bà con 350.000. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 30. Một cây trắng lá trung siêu hoa. Trắng lá trung cao 70. Tán ngang 50. Trời ơi nó lên kẹo nụ hết trơn luôn rồi nè. Quanh 10 xá luôn rồi. Này. Trắng lá trung. Quanh cây 10. Này cái dáng bà con muốn về muốn trồng một cốt nó gió đọt, nhưng mà muốn trồng dáng đứng thì dáng đứng, còn muốn dáng bay bay nghe bà con. Nè, rễ nó ra cuộn. Cây trắng lá trung này giao lưu bà con là 350.000. 350.000 cho một cây trắng lá trung về tận nhà. Rồi đỡ cây luôn. Rồi. Rồi xuống cây giùm đi. Lên tiếp theo mã số 31. Một cây vàng ta cao 90. Tán ngang 80. Cây này già cây ha. Già cây lắm rồi. Hoa nè. Đặc biệt lên nụ nha bà con. Quạnh 12. Cây một cốt. Cây cũ này giữ lắm nha bà con. Nè. Này thôi bằng lá chung này xin giao lưu bà con là 600.000. 600.000. Rồi đó cây luôn, mã số 31. Tiếp theo mã số 32, một cây trang ghép 5 màu nữa, cao 140, tán ngang 60. Rồi đây để mình tính màu nha bà con. Cái này là vàng vàng hường nè, cái này là đỏ đỏ ta là 2 nè. Này trang sen đang hoa nè, quá xá cao gió hướng tới là 3 nè. Rồi cái này là vàng Dubai là 4 nè, Mỹ cam là 5 nè. Nói chung là 5 màu nhưng mà có dư trong này nha bà con. Chú ghép quá xá nhiều luôn rồi. Vàng hường quanh 12. Cái này thoát thân lên đài cao đó chú. Thoát thân 70. Đế nè. Này về cây này nuôi là sau này nó ra đặt cái tàn là ok luôn. Rồi cây 32 xin giao lưu bà con là
600.000 mã số 32, ghép nhiều màu, rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 33, cây ghép nhiều màu, cao 125, 8.060. Rồi để mình tính màu sương sương cho bà con nha. Đây là cái này có ghép này trang tạo, này gần 14. Đỏ ta nó là 2 nè, tím sen lá trung nữa là 3 nè, trắng lá trung nữa là 4 nè, mỹ cam nữa là 5 nè. Nói chung là 5-6 màu vậy đó, nhưng mà điếm những cái mặt hoa thôi. Cây đỏ lá nhỏ phôi. Hoành này nhiêu chú? Hoành 13. Cái này đế này chưa khui nè. Này thoát thân lên đây cũng tầm khoảng 5 tấc. 33 giao lưu bà con là cũng 600.000. 600.000 mã số 33. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 34, cây cam Đài Loan. Cái phùm tàn quá đẹp. Cao 90, 8.050. Rồi xay nhẹ vòng cái mặt hoa chú. Đây nè, hoa cam Đài Loan nè, đang lên nụ. Cây này quỳnh 108. Này đế chưa khui nha. Đó, này thoát thân lên đây cũng tầm khoảng 5 tấc luôn. Cây cam Đài Loan xin giao lưu bà con là 350.000. Rồi đổi cây luôn, cây thân chậu rồi. Tiếp theo, mã số 35, cây mỹ cam, một cốt, thân chậu. Cao 100. 8.060. Cây quá sung luôn rồi, nè, lên hoa đặc biệt đẻ nhánh nè. Mỹ cam. Quạnh 12. Một cốt, này thoát thân cũng khoảng cả tấc ạ. Rồi cho giá mã số luôn chú ơi, mỹ cam. Mỹ cam này mã số 35 xin giao lưu bà con 400.000. 400.000, bao phí ship về tặng nhà luôn. Rồi, đổi cây luôn. Wow, okay. Giá hữu nghị dễ chơi. Tiền phí ship nữa. Cây trên like đặc biệt YouTube là bao phí ship nha bà con, chứ không như Facebook nha. Mỹ cam tiếp tục. Cao 95. 8.070. Mã số 36. Mỹ cam đang lên hoa 11. Đặc biệt cây này để có cái đế tứ diện nè, đế nôm luôn. Hoành thân 11, này thoát thân tắt. Rồi cây 36 xin giao lưu bà con 400.000. 400.000 mã số 36. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 37, cây đỏ ta. Lưng ta nha bà con. Cây hồng hương. Hồng hương. Cao 90. Hồng hương đỏ hương. 8.000 cũng 90 luôn. Dòng này người ta kêu bằng đỏ đổi màu nha bà con, nên kêu hoành thân 14. Hồng hương đỏ hương. Hoành thân này cái củ này già dữ lắm nha. Nè, lên nứt cho me. Lên đây nó giót ha. Này thoát thân cũng tầm khoảng 2 tấc đi. Đế thì nói chung là chưa khui luôn. Rồi mình cho giá luôn chú. Mã số 37 xin giao lưu bà con là 700.000. 700.000 mã số 37. Cây hồng hương. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 38, một cây ghép nhiều màu nữa. 130. 1m3. 60. Này trang tàu nè, ghép một màu ha. Tím sen là 32 nè. Này quanh 10. Này trang sen là 4 nè, vàng hường là 5, vàng ta là 6 nè, mỹ cam là 7 nè. Đó. Đây nè. Tàu hơn 10 luôn. Mã số 38 cũng vẫn giao lưu bà con là 600.000. Này thoát thân khoảng 2 tấc. Cái phôi này là phôi lá nhỏ. Rồi, đổi cây luôn. 600.000, bao phí ship về tận nhà luôn. Lên tiếp theo. Mã số 39. Vàng hường lá nhỏ. Chiều cao 70. 8.030. Quá xá hai cây này. Không. Đẹp cực kỳ luôn ha. Nè, phôm tàn nó ra đặc. Hoành này 4 à. Cây một cốt này về bà con nuôi sau này là tương lai tàn thông ha. Thằng thông sẵn rồi, về mình nuôi thêm nữa là nó lớn. Rồi cho giá mã số luôn chú. 39 này, cặp này giao lưu bà con 300.000. 300.000 gồm 2 cây. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 40. Cây vàng hường. Đọt đỏ. Cao 70, cắn ngang 30. Vàng hường đọt đỏ. Dòng này xem cái cánh này bà con. Nè. Hoành thân là 7. Cây một cốt. Rồi cho giá luôn chú ơi. Cây vàng hương đọt đỏ xin giao lưu bà con 300.000. 300.000. Rồi đỡ cây luôn. Lên tiếp theo. Mã số 41. Tím sen Minh Châu. Cây này có bông có hoa cực cỡ rồi. Chiều cao 50.
tán ngang 45. Nè, tím sen châu đặc biệt cái hoa nó gì nha bà con. Chân hoa nó khít và đặc biệt cái chân hoa này nó ngắn hơn nha. Hoành thân nó 4. Cây đang sum xê hoa luôn. 2 mét được. Này thất thân phan tất đi, hoành thân 4. Cây này giao lưu bà con 5 triệu đồng. 5 triệu đồng, một cây tím sen Vĩnh Châu. Rồi đổi cây luôn. Dạ, dạ. 42 á. Tiếp theo mã số 42. Cây hạ hầm hương. Chiều cao 100. Cây này một cốt của phơm tàn. Ngang 100 luôn. Phơm tàn quá đẹp luôn. Hoa vậy nè. Cây hoành tính 15. Này cái đế này còn sâu chưa khui nha. Này thoát thân lên đây khoảng 2 tấc rưỡi á. Chi cạnh đóng gom, phơm tàn rất là đẹp luôn. Rồi mình cho giá mã số 42 luôn chú ơi. Mã số 42 xin giao lưu bà con 800 nghìn. Rồi đổi cây luôn, 800 ngàn. Cây về tặng nhà luôn. Tiếp theo mã số 43 vàng Dubai. Cao 120. Tán ngang 90. Hoành là 9. Cây này một cốt ha. Lên đây chia hai thân. Cây đang sung. Đặc biệt thoát thân khoảng 3 tấc. Rồi giá mã số luôn chú ơi. Mã số cây vàng Dubai này xin giao lưu bà con là 500 nghìn. 500 ngàn 43. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 44. 44 cây phụng hoàng cam. Cao 40, có hai tược ghép. Cây này là cây ghép nha bà con nè. Hoa lên nè. Rồi mã số 44 xin giao lưu bà con là 400 nghìn. Cái này cái chấn ghép chỗ này nè, lên hai tược này có 10 bo. Dưới này thì cây rất là sung, này về mai mốt mình ghép sập thêm ha. Cây con phụng hoàng cam này thì 200 nghìn. 4 cặp lá, cao trên một tấc. 200 ngàn. Rồi đỡ cây luôn. Cây có hoa và cây con quý con xem tham khảo nha. Bên tiếp theo mã số 45. Cây Mỹ vàng. Mỹ vàng nghệ. Cao 90. Tán ngang 40. Dòng này nó vừa chạy sọc nha con, sọc nhẹ. Mỹ vàng nghệ. Cây này về khai thác bo là ok luôn. Cốt à. Cây thường chậu nha, một cốt. Cốt ở dưới mà tại nó sung quá nó nhảy nhiều tược. Cốt này là đảm bảo bà con là 6. Này mấy tược này về cắt nhân giống ra là ai chưa có giống là cắt ra là nhiều lắm. Rồi giá luôn chú ơi. Mỹ vàng giao luôn bà con 400 nghìn. Rồi đổi cây luôn, 400 ngàn. Mã số 45. Lên tiếp theo mã số 46. 46 cây vàng son. Chiều cao 120. Tán ngang 50. Cây này vàng son này là không phải vàng son Cần Thơ nha quý bà con. Nó có tên là vàng son vậy thôi. Này, tại cái chân nó đỏ đỏ vậy nè. 60. Đó, cái nào thì mình chia sẻ vậy để nó nè, hoa nó vậy nè, mình giao lưu mặt hoa vậy đi. Đó, cây một cốt vậy nè. 46 này xin giao lưu bà con là 500 nghìn. Đây, cây thường chậu nha bà con. Cây này đặc biệt hoa rất là đẹp nha. Cây thường chậu. Chân hoa nó đỏ đậm luôn. Đặc biệt lá nè. Lá nè. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 47. Cây vàng Dubai, cây này một cốt. Bông hoa thì sum xê rực rỡ luôn. Rồi mình cho chiều cao chi tiết luôn. Chiều cao 80. Tán ngang 60. Hoành 8. Này cây này rất là sung nha bà con, nhảy tược tùm luôn. Rồi giá luôn chú ơi. Mã số 47 giao lưu bà con 500 nghìn. Rồi đổi cây luôn, 500 ngàn trong cây vàng Dubai. Dòng này nó đột biến từ lá nhỏ nha bà con. Tiếp theo mã số 48. Cây vàng Dubai. Bảo đảm với bà con cái hoa ở ngoài là nó tươi, nó giống như cái hoa giống như vàng Pháp vậy đó. Màu rất là ngọt. Cao 110. Tán ngang 90. Cây này lên chậu chỉnh sửa lại một cốt ha, là ok luôn. Bình thân 9. Này thoát thân tầm khoảng 2 tấc, cây rất là sung, này về mình bo xả cái tàn này ra ha. Số 48 xin giao lưu bà con 500 nghìn. Mình cầm cái cây lên một cái tàn tròn do. Rồi đổi cây luôn, 500 ngàn, bao phí ship về tặng nhà luôn. Tiếp theo, mã số 49. 49. Cũng vàng Dubai. Cao 90. Tán ngang 60. Đây hoa nè. Vàng Dubai dòng này hoa đẹp cực kỳ. Hoành thân 8.
một cốt không nha bà con. Này thất thân tầm phân tất. Rồi giá luôn chú ơi. Cây vàng Dubai này vẫn giao lưu bà con là 500.000. 500.000. Rồi đổi cây. Rồi mã số 50. Tiếp theo mã số 50. Dân Chấn Yên Bái. Cây này cao 110. Tháng ngang 80. Cây này thân chậu nha bà con. Nè. Hoa nó vậy nè. Cây này quanh 12. Đặc biệt cái cây dòng này là nhập từ miền Bắc về nha bà con. Nó có cái bầu lưới vậy nè, đa số miền Bắc là sử dụng cái bầu lưới vậy nè, bứng cây cho nó dễ. Đó, cái hoành thân này chưa khui hết, này thoát thân khoảng 3 tấc. Thì mã số này xin giao lưu bà con, mã số 50 giao lưu bà con 500.000. 800.000. 800.000. Bao phí ship về tận nhà, đặc biệt cây thường chậu luôn. Rồi cuối clip luôn chú ơi. Rồi. Cuối clip danh xin gửi lời chúc sức khỏe bà con là làm ăn thành đạt từ đầu năm tới cuối năm ạ. Rồi. Hẹn gặp lại chú vào những clip Zalo tiếp theo nha quý bà con. Rồi, Pháp Thái TV chân thành cảm ơn và kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe nha.